biểu trưng của tài lộc và may mắn. Và khi trưng những tác phẩm chúc phúc trong không gian nhà mình thì sẽ mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc và đặc biệt là mang lại tài lộc cho gia chủ mình. Và ngày hôm nay thì đồ cung học kính rất là hân hạnh khi được giới thiệu đến tất cả quý chị em mình 3 tác phẩm chúc phúc được làm trên hai chất liệu gỗ khác nhau, đó là gỗ cẩm vàng và gỗ hương đỏ. Thì với hai dòng gỗ này hiện tại trên thị trường là một trong những dòng gỗ được rất là nhiều anh chị em mình tin dùng. Và ngày hôm nay thì không để các chị em mình chờ lâu nữa, em sẽ tiến lại máy gần hơn để các bác nhà mình có thể là cùng bên em thưởng lãm chi tiết từng tác phẩm nhé. Những tác phẩm đầu tiên mà em muốn mang đến cho các bác nhà mình đó là một bộ chúc phúc được làm trên chất liệu gỗ cẩm vàng. Và tác phẩm này thì có chiều cao là 1m8, ngang là 65 và sâu là 60. Và tác phẩm này thì được thợ bên em cũng thủ công hoàn toàn bàn tay. Vâng ạ, các anh chị em thì mình có thể cùng ngắm cho em từ diện mặt của ngài Di Lặc ạ, với một dáng thế thì rất là hoan hỉ đúng không ạ? Ánh mắt này hay là cái khuôn miệng đây thì cũng được thợ đục toát lên một cái vẻ rất là tươi. Và với cái mẫu chúc phúc truyền thống thì các chị em nhà mình cũng đã, nếu mà đã từng theo dõi video thì các bác nhà mình cũng biết ạ. Đây ạ, với hai tay ngài thì chắc vào nhau và ở dưới đây thì người thợ còn đục đó là 4 đồng tiền và khắc lên đây đó là dòng chữ vạn sự như ý các bác nhà mình nhé. Và dưới chân ngài thì đang đứng trên một bao tiền rất là bự các bác nhà mình nhé. Và với cái dòng gỗ cẩm vàng này thì cũng là một trong những cái dòng gỗ khá là ổn định. Với tính chất này gỗ rất là ổn định, không hề lứt lẻ và hơn nữa là những cái đường vân thì hoàn toàn là tự nhiên các bác nhà mình nhé. Chính vì thế thì cũng được rất là nhiều anh chị em mình ưa chuộng ạ. Và với cái tác phẩm mã số 1 này thì bên em đang giao lưu với các chị em mình giá là 35 triệu đồng nhé. Nếu mà anh chị em là nhà mình hữu duyên và đang muốn sở hữu một tác phẩm chúc phúc cẩm vàng thì có thể là tham khảo cho em mã số 1 nhé. Và tiếp theo thì sang mã số 2 ạ. Vâng, mã số 2 này thì với một màu gỗ hương đỏ các chị em mình thấy không ạ? Rất là dễ bài trí trong không gian nội thất nhà mình. Thì với bộ hương đỏ này đây cũng là một mẫu chúc phúc truyền thống, có chiều cao là 1m8, ngang là 68 và chiều sâu là 55. Sản phẩm này thì cũng được thợ bên em đục thủ công và các anh chị em thì mình thấy không ạ? Từ những cái đường vân gỗ hương thì cũng không kém gì cái phần độc đáo của gỗ cẩm vàng các bác nhà mình nhé. Và với cái mẫu này thì cũng là một ngày Di Lặc đứng trên bao tiền rất là bự ạ. Và tác phẩm này thì bên em đang giao lưu giá là 28 triệu đồng. Nên là anh chị em là nhà mình hữu duyên và đang muốn sở hữu một tác phẩm gương đỏ thì các chị em mình có thể lựa chọn cho em mã số 2. Và tiếp theo thì sang mã số cuối cùng, đó là cũng là một mẫu chúc phúc nhưng mà với kích thước nhỏ hơn thì rất là phù hợp với những bác nào nhà mình có không gian nhỏ và vừa. Và những cái mẫu này thì các chị em mình có thể là đặt ở ngay cửa hàng cửa hiệu của gia đình mình nhé. Và bức ảnh của em thì cao là 1m6, ngang 55 và sâu là 50 ạ. Cũng được thợ đục thủ công và các chị em thì mình có thể cùng nhìn ngắm cho em ạ. Từ diện mặt của ngài đây với hay là những cái đường nét đục tỉa cũng được thợ đục rất là trau chuốt từ những cái tà áo các bác nhà mình nhé. Và với những cái phôi gỗ này thì đều là những cái sản phẩm mà bên em lựa chọn từ cái phôi mộc ban đầu các chị em mình nhé. Và với giá của tác phẩm mã số 3 này là 24 triệu đồng nên là anh chị em mình có thể là cân đối cho em ạ. Và ngày hôm nay thì bên em đã giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình 3 tác phẩm chúc phúc được làm trên hai chất liệu gỗ khác nhau, đó là cẩm vàng và hương đỏ. Nếu anh chị em là nhà mình hữu duyên một trong 3 tác phẩm thì hãy nhanh tay liên hệ qua số Zalo của bên em, đó là 0338528529 hoặc 0866789910. Em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em mình có điện thể là được thưởng lãm kỹ lét thôi nhé. Và các bạn nhà mình gần cơ sở bên em thì hãy đến tại đồ gỗ Hoàng Kính ở số nhà 137 Đông Giang, Hương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương để tận mắt thưởng lãm những siêu phẩm của bên em.